Hôm nay Daddy bận rồi cho nên Mommy đi đón chị Hai đi học. Và Bella chưa có được đi học lại cho nên là Bella hôm nay cũng xin phép tiết cuối cùng online cô giáo để đi đón chị Hai. Thực ra là Bella vì nhớ trường quá cho nên Bella mới đi. Bella đi muốn đến nhìn cái trường của nó ra làm sao á. Không Bella? Đi nhìn cái trường đón chị Hai, một phần đó chị Hai bảo đảm chị Hai sẽ subscribe ngay. Chị Hai đi học là chị Hai được đi học lại. Chị Hai rất là mừng. Nhưng chị Hai trải nghiệm một ngày là bắt đầu chị Hai khóc. Chị Hai biết giờ này xuống chưa ta? Chưa đâu ha. Chắc mình sẽ đi đón kịp. Qua 4 giờ mười mấy phút rồi chưa xuống. Thực ra hôm qua là ngày đi học đầu tiên rồi. Nhưng mà phải công nhận là đến nơi cái trường nó vắng lặng cực kỳ luôn. Tại vì thực sự là có 6 lớp đi học thôi. Chỉ có lớp lớn từ lớp 9 tới 12 thôi. Còn lớp 8 đổ xuống chưa có đi học. Mà trường thì chị Hai mô tả là chị Hai thỏ mô tả là nó im và nó phăng phắc. Không có ai nói tiếng nào, chỉ có giám thị thì đông đi qua đi lại kiểm tra. Học sinh không được tụ tập nói chuyện, không được ăn cơm ngồi chung với nhau, chỉ có hai người ngồi chung một bàn thôi. Canh để cho không có xe đồ ăn với nhau. Không được nói chuyện, ngồi trong lớp mỗi người ngồi một bàn cách xa nhau 2 mét. Còn khi nào mà muốn làm bài trong group á, thì là nhắn tin với nhau qua điện thoại thôi, chứ không phải là như mỗi lần là một group là sẽ tụ họp lại và bàn tán để làm cái gì đó. Đông vui thì không có. Coi như là chị Hai nói đi học trong trường lại là khác cái là được vào trường, và đặc biệt là phải mặc đồng phục thôi, chứ còn hoàn toàn y chang như học online nhà vậy đó. Làm chị Hai rất là hồ hởi đi gặp lại các bạn. Nhưng mà có khác cái là sẽ gặp được các bạn trong lớp, thấy được mặt nhau thực tế bên ngoài, coi nghỉ dịch mập ốm tròn méo ra sao. Rồi chị Hai cũng có nhắn tin về nhà, chị Hai bảo rằng trời ơi chị Hai bị ngập thở quá, tại vì phải đeo khẩu trang suốt không chịu nổi. Mà Mommy nói là bây giờ biết sao, bây giờ mọi người đều như vậy, đều phải tự bảo vệ bản thân cũng như là phải tuân thủ life, nhưng mà không có. Cho nên là mẹ chỉ biết nhắn câu là cố gắng đi, ai cũng vậy thì giờ con cũng phải đeo khẩu trang cho nó thiệt là an toàn. Bây giờ là sắp tới trường của chị Hai, đang trên đường đi, xe đang đi ngoài đường, đường cũng tương đối lắm, chứ không có đông lắm, cũng vắng, cho nên là chạy cũng lẹ. Đáng lẽ ra là chị Hai thỏ học 3 giờ rưỡi là đã ra rồi, nhưng mà bây giờ là phải bắt buộc là học bù thêm mỗi ngày thêm một tiết nữa là 4 giờ 15 chị Hai thỏ mới được tan. Còn 11 là chị Ba La học là chắc là 4 giờ 15 tan thì học bù thêm một tiết nữa là chắc 5 giờ chị La mới tan trường quá. Có đem theo ly, cái này ly trà sữa hay gì bé La? Tôi đem cho chị Hai nè. Tôi đem cho chị Hai uống nè. Trước khi con đi á. Vậy hả? Đây. Hôm nay tại sắp mọi tới... người mà con nó lỡ chuyến bay đó mọi người. Trời đất ơi. Chúng ta đã sắp tới trường của Thỏ lỡ rồi. Lỡ chuyến bay. Đã vào cái khu này sắp tới trường của Thỏ rồi. Bella mừng quá. Bella đang hưng phấn là tại vì 3 tháng rưỡi, gần 4 tháng Bella mới có thể nhìn lại được trường học của mình. Bella băng đang bấn loạn rồi, tới trường rồi. Oh my god, hoài tới trường rồi, tới trường của Thỏ rồi. Tới trường rồi. Chưa xuống, chị Hai chưa có xuống đâu. Chưa tới giờ, mình đến sớm được 7 phút. Wow. Ok. Bây giờ ngồi trong xe đợi chị Hai nha. Đợi chị Hai, ngồi trong xe đợi chị Hai thôi. Tới trường nó rất là vắng luôn. Chỉ có vài lớp học thôi cho nên là rất là vắng luôn. Vắng teo. Giờ đang đợi chị Hai. Đâu thầy hiệu trưởng đâu con? À thầy hiệu trưởng đứng kìa hả?
chỉ có 6 lớp học thôi cho nên rất là vắng và phụ huynh không được vào trường để đón. Phụ huynh chỉ đứng ngoài thôi, à, học sinh thấy thì học sinh sẽ đi ra. Đây, chị La gần tới trường, chị La quén bướng lên, chị La lâu quá mới được gặp tới trường. Ừ. Rồi giờ đứng đây đợi con đây. Chị Thỏ đâu hả? À, chị Thỏ xuống chơi. Bạn chị Hai đang xuống mà không thấy chị Hai đâu hả? Là núp đi cho chị Hai surprise chơi. Hai chưa xuống nữa. Đi cái gì mà chậm dữ vậy? Ồ, ồ bé La ơi, Phượng đẹp quá kìa con ơi, Phượng đỏ bên trong kìa. Đâu Hai đâu? Đâu? Trời ơi, thấy rồi. thấy rồi. Hello. Em xin nghỉ một tiết đó. Em xin nghỉ tiết toán đó, để đi xin cô nghỉ tiết toán đó.